ôi đẹp quá. Vừa làm xong hả anh? Ôi tàu mà có cái khối gỗ lúa tuyệt vời ấy nhỉ. Chùa đình. Ui. Làm ảnh quá. Làm cho khách hay là hàng đấy? À thế à? Cái này mà giao dịch thì bao nhiêu đấy? Cho các đại gia biết tí nào. Giao dịch thì đến nơi làm việc không? Ui. Em mê ổi lắm nhưng mà lâu lắm hôm nay mới gặp cái ổi. Lại gặp lại cái ổi lại. Cái máu ổi lại rực lên. Nhưng mà chắc mình không đủ tuổi để chơi cái này rồi. Đấy, hồ cá ở cái này. Gỗ này nó là gỗ gì đấy anh? À chắc à. Mẹ. Thế thì tạo bỏ tiền mua cái gỗ này đã chết rồi. Đấy. Cây ổi già dã man này. Thân này. Thân dính. Đẹp quá. Vân Kiều. Đẹp, đẹp. Khẳng định là cây ổi đẹp. Lâu lắm mới thấy một cây ổi đẹp ấy. Ghé vào đây tí. Đấy, anh Tân ở chợ Bà Phúc các bác nhé. Các bác thì chắc biết cả. Làm đá rất nghệ thuật. Anh Tân đội này làm đá rất hay. Ngày xưa làm đá đã chuẩn rồi, bây giờ làm càng hay này. Có cái khối gỗ đẹp không? Đấy. Tác phẩm Hồng Lâu Mộng à? Tàu đấy. Đá, cây, mộc thạch. Nói chung có cả mộc cả thạch. Đẹp. Đấy. Mà chỗ này nó không rõ lắm. Vâng, không rõ. Đấy, thứ hai là nó nắng nó đang xiên mà. Thật ra là không rõ. Cái này nhìn tận mắt mới sướng. Nếu mà trời mà nó râm râm thì quay thì dễ. Ui, trong kia có một cây ổi nữa. Đấy. Ok, để vào xem tiếp cây ổi này. Ấy, anh xịt xịt tí cho nó lên màu là nhìn nó sướng. Dưới này, cây dưới thì dưới hôm trước Việt mang cái đây làm, anh làm cây dưới Việt đẹp. Đấy, nó mang về rồi. Đây cái này là cây dưới của anh ấy là kinh. Một thân đấy chứ, đúng không? Đấy, một cục của nó cả. Kinh. Thế bao giờ thiên hạ lại sắp đổ dồn chơi dưới hết rồi. Chìm thế thế này lại mê dưới. Đấy. Kinh chưa? Sau là thuyền buồm là đi qua cảng này đúng không? Đi qua gầm đá này. Đấy. Đẹp quá. Cây dưới Việt là đẹp thật. Đẹp quá. Tí phụt phụt lên tí đó. Nó sẫm màu lại quay nó dễ nó nổi. Bây giờ nó đang nắng. Nó lạc cây đây nó hồ đồng nhiều. Đấy. Thấy chưa? Lên màu đấy. Nắng nó khô quá. Vâng. Trời,
cứ tưới để em xem nốt cái cây trong này. Xong rồi, lại ra quay một lượt nữa. Cây nữa, rất nghệ thuật. Hơi ngược sáng một tí. Ngược sáng. Đấy, quay gần. Kinh không? Nhìn dã man. Nhìn cái da ổi mê không? Già, sạch sẽ, sướng. Nhà nó rất là hợp đấy. Ui, đúng cái mặt trời nó trời lùa đây chị đấy đấy. Ôi mà làm như này mới là đẳng cấp, xanh xi thì nhiều rồi. Đúng cái mặt trời nó chiếu vượt quá. Cái này cũng vừa mới lên xong đúng không anh? Vừa làm xong. Đấy, nhìn cái chỗ này nhìn lại sướng không? Như đồng. Bờ đá nó chạy. Đá chạy. Quay từ đây thì nhìn thấy bờ đá nó chạy. Đấy. 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 Cái này hay. Cái này hay. Bao nhiêu chất xám vào đây đúng không? Bao nhiêu chất xám đổ ở đây đấy. Đứng ra đây quay mặt sau này. Mặt này nó thuận sáng hơn. Nhiều quá, rất nhiều cây. Đây này. Vâng, em kinh nhỉ, dễ này, bò dễ như si nhỉ. Đơn ta đúng không anh? Đơn đỏ nhỉ? Đỏ. Đồ lạ hiếm ấy. Hiếm ấy. Với cái mẫu đơn thường ở đây là gốc rồi thì rất ít khi mà có cái rễ ở trên này. Đấy, thế mà rễ nó bò kinh không? Này, từ rễ lại có thân. Lạ, một cây rất lạ. Lạ. Đấy, anh em mà thích thì cứ ra đây ngắm đã cho sướng đã, xong rồi giao lưu cây nào thì giao lưu. Đây, cây này bò cũng kinh, cây này chả kinh. Hiếm. Khay là khay đá. Đá nguyên khối. Đá nguyên khối đây. Xẻ ra đây. Đấy, làm mặt rất mịn. Làm theo yêu cầu luôn. Anh em có cây mà gửi gắm ra đây làm đá cũng yên tâm luôn. Yên tâm luôn. Có cây đẹp mang ra đây mà muốn ký đá thì mang ra đây. Còn mà chưa có cây thì ra đây lấy cả cây lẫn đá. Chỗ nắng chiều vượt thật. Chiếu thẳng vào cái camera. Đấy, dưới này, rừng dưới này. Kinh không? Quá quốc tế luôn đấy chị nhỉ. Gầm vách những khiếp rừng này. Rừng rất thiên nhiên này. Rất thoáng. Cái hay của dưới ta là thế, làm rừng rất là đẹp. Rất mê cái ổ. Đấy. Đây, đấy, con này kinh chưa? Sang núi, sang núi đây. Đấy,
Đấy, thấy chưa? Không những đẹp mà nó là những cái cây rất là lạ, độc. Chắc chắn là đẹp rồi, nhưng mà những cái cây mà đâu không dễ kiếm, không dễ kiếm. Đó. Cũng là một cái khay đá nguyên khối này. Đó. Kinh nhỉ, nhìn cái rằm là xưa đang lú nhú phun lún phún này. Về. Đấy, mặt nào cũng đẹp. Đây. Nghệ nhân đây. Quá quen thuộc với anh em rồi.